Chào các bạn. Thì shop về được mấy bộ này. Thì bộ này mình định lên cái máy siêu mini luôn. 20 XI nè, dây bi tì khá là ổn nha. Ở trên đây gắn một cái mâm cặp 80 đó thôi. Mâm cặp 80 kẹp những vật khoảng 80 mm đổ lại. Hành trình á, tổng hành trình thì đường kính á thì mình dư sức 80 rồi. Bên này 30 nè. 30. Bên này 30 nữa. 30 là 60. Thì hành trình là 60. 60. Như vậy là 60 60. 60 60. XI là 60 60. Ở trên đây gắn một cái mâm cặp mini. Là một máy chữ H hay là máy chữ C để chuyên những đồ nhỏ nhỏ. Đồ nhỏ, thiệt nhỏ. Đồ gọi là siêu mini. 60 60. Là một máy để bàn mini ha, cũng khá là thú vị. Thì bích me á, mình có thể bắt có thể bắt cặp bên hông, cặp bên hông, cặp bên hông thì nó trượt, nó không vướng. Khá là cứng vững, rất là nặng, dây bi tì.